Trận này lại phải đánh châu rồi. Hiện tại là mình đang tinh anh 1. À không phải, kim cương 1. Bao nhiêu tinh anh nhỉ? Vừa mới reset danh xong. Chiều. Đã lại lên cái này sao? Lên cái này, lên đại địa thiên thần. Tắt chat của chúng nó nha. Bây giờ không có con à, vẫn như vậy, bản đồ vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Không không có gì nhiều thay đổi lớn đâu. Vậy AD mình kìa. AD cần hai luôn. Con rừng nó sẽ ăn bùa đỏ này. Cướp bùa đỏ này, cướp bùa đỏ này. Chiến thuật gì đây? Hồi máu cho rồi đấy. Biết công biết thủ là ăn được. Đừng cướp hết rừng à. Bốn đứa đứng đây luôn ạ. Bố đi rừng này. Đứng bố nó lên, đứng bố nó lên. Chắc nó đang ăn con chim. Rồi, mày chết rồi. Hay. Chạy vào mắt. Bắn bắn được chiều đấy hay. Trụ luôn, lên lên bảo trụ luôn, AD đâu? Xuống đây luôn. Vì trách vụ tiếp. AD mình lại lại qua đế phang. Bác hỗ trợ ở đây. Quái. Ăn con quái còn để nó chạy vào sợ, kiểu sợ đừng mơ 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 mơ. Ăn thoải mái đi, đây có trâu rồi. May là ấn chiêu đấy nhanh, may là ấn chiêu chiêu nhanh, tầm máu này đi về từ tốc hành rồi kìa. Búp cho tí đam này, bảo kê như thường này, đánh có 2 kill ngay. Băng trụ này gắt nha, băng trụ kìa, lại Florentino nữa. Đôi giày đi. Chúng nó bảo là pick con trâu. Pick tanh trâu mà mình làm luôn con trâu. Biết là team bạn con nào đi rừng kìa. Đi rừng sạch sẽ như này. Thank you.
xuống dưới anh đây, cho AD trên, AD nó xanh này. Xuống dưới chơi được bố thí. Nào. Mày chơi châu. Mày phải chơi châu ở đây, châu đây. Châu đây cho chơi chơi. Chơi châu này. Rồi trên đấy xanh quá rồi. Thế nó đâu cần mình bảo kê đâu. Lên nào. Này. Này này. Châu này. Rồi. Lên luôn. Game này là phải đi vào trụ luôn ạ. Đi vào như này luôn. Bảo kê luôn. Lui về, lui về. Anh không làm gì được, anh không làm gì được bà đấy. Lại thích chơi châu, lại thích chơi châu. Game này chắc có điểm hỗ trợ rồi. Điểm hỗ trợ nốt. Còn đấy nó sắp hết máu rồi. Con John sắp hết máu rồi. Cộng 3 rồi, không hiểu để hỗ trợ lại chắc hết hết chiêu rồi. Châu này sao mà ai mà đánh được. Nhìn cái đồ đây này. Đáp các thứ luôn, các kiểu luôn. Các kiểu con đà điểu luôn. Được rồi. Chơi luôn rồi. Châu lên. Châu lên chơi luôn. Bảo kê luôn này. Bụp giáp luôn. Năm kill hỗ trợ, 5 điểm hỗ trợ. Đây, làm một con con ếch. Ếch ngồi trên củ sen này. Được bố này, được bố này. Ui, cá kia tí thôi. Để nó ra. Đây, búp máu cho chơi. Lại có máu rồi, vào chơi. Gì vậy? Gì vậy? Chưa hiểu lý do thanh niên này làm gì. Ba đứa siêu cấp luôn này. Rồi cái game này là bảo kê là auto thắng rồi. Easy quá.